Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Mình là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới về của HD Radio. Đó chính là chiếc loa đến từ nhà Sony, mẫu loa thông minh SRS RA 3000. Đầu tiên về phần thiết kế cũng như là ngoại hình của chiếc loa SRS RA 3000 thì đầu tiên chủ loa của chúng ta có một phần thiết kế hình trụ vuốt thẳng đứng lên với hai bên là hai chiếc loa tweeter. Xung quanh thì là bọc một lớp vải màu đen để chống bẩn và chống bụi và tích hợp một chiếc loa toàn giải ở phía bên trong. Hai loa tweeter của chúng ta thì có đường kính là 17mm và một loa toàn giải bên trong có đường kính là 80mm. Toàn bộ loa thì có trọng lượng là 2,5kg, rất là nhẹ để các bạn có thể đặt trong phòng ngủ cũng như là phòng khách với một âm thanh 360 độ. Và đến với phần thiết kế mặt trên của chiếc loa SRS RA 3000 thì đầu tiên đó chính là phần logo Sony được sơn màu khá là tương đồng với phần thân của loa màu đồng. Tiếp theo đó chính là các phím cảm ứng, chứ không còn là phím cơ học nữa. Đầu tiên đó chính là phím nguồn, tiếp theo đó chính là phím sục music, phím internet music, bluetooth và chỉnh nhanh về phần preset của nhạc. Tiếp theo đó chính là phần tăng giảm về âm lượng cũng như là phím play and pause music. Ở phía mặt sau của chiếc loa thì đầu tiên đó chính là phần đèn hiển thị link cũng như là một phần ngõ vào audio in dưới dạng là 3.5 cùng với một khe cắm dây nguồn điện 220V. Về phần công nghệ của chiếc SRS RA 3000 thì loa được tích hợp công nghệ Bluetooth, nhưng hơi đáng tiếc một chút thì Sony mới chỉ tích hợp cho SRS RA 3000 công nghệ chuẩn Bluetooth 4.2, khá là lạc hậu. Tuy nhiên đánh đổi lại thì chúng ta nhận được một khả năng kết nối đa phòng với nhiều chiếc loa của Sony với nhau thông qua các thiết bị ngoại vi với loa thông qua ứng dụng của Sony, cũng như là chúng ta có thể stream nhạc từ các nền tảng âm nhạc trực tuyến, phần mềm trên điện thoại như là tablet, như là Spotify, Tidal, Cubase v.v. Sony thì cũng rất biết cách dẫn đầu xu thế khi tích hợp trên SRS RA 3000 công nghệ Google Assistant, Amazon Alexa để chúng ta có thể điều khiển chiếc loa thông qua giọng nói. Điểm quan trọng nhất trên chiếc loa và cũng là tiêu biểu đó chính là công nghệ âm thanh 360 Reality Audio giúp cho căn phòng của chúng ta đầy đặn về âm thanh. Và để đánh giá một chiếc loa hay không thì chúng ta phải nghe và cảm nhận. Thì ngay sau đây Lam sẽ mời các bạn cùng Lam trải nghiệm một số đoạn nhạc để chúng ta có thể đánh giá chất âm của chiếc SRS RA 3000 nhé. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. Your
of mine. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Và vừa rồi, Nam đã giới thiệu nhanh cho các bạn mẫu sản phẩm mới về của HD Radio, đó chính là mẫu loa SRS RA 3000, cũng như là cùng nhau chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chất âm của chiếc SRS RA 3000. Nếu các bạn trải nghiệm xong, có những ý kiến thì hãy comment bên dưới để cho Nam có thể được biết nhé. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy ghé thăm các showroom của HD Radio tại miền Bắc và miền Nam, hoặc truy cập website hdradio.vn và gọi điện tới số hotline 18000042 để được các nhân viên tư vấn bán hàng hỗ trợ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.